các nghi lễ tín ngưỡng tôn giáo, lễ hội và lễ nghi nông nghiệp gắn liền với đời sống văn hóa tâm linh của người Khmer Tây Nam Bộ từ ngàn xưa. Theo tín ngưỡng tối linh của người Khmer Nam Bộ, ông trời trong tâm thức dân gian là vị thần tối cao, linh thiêng, ai ai cũng hướng về để nguyện cầu. Ngày nào cũng vậy, ông Thạch Mây đều thắp vài nén nhang trên bàn thiên để cầu trời, Phật và các vị thần linh phù hộ cho gia đình khỏe mạnh, phun sóc được bình an và những rặng dừa quê ông tốt tươi, triệu quả. Thời xưa thì thời ông nội thì đã cực khổ rồi, thời cha cũng dốt nữa, rồi cứ nghĩ cái chỗ mà làm nông nó cực lắm con ơi. Con cố gắng đi học đi, để thành người. Dung liên nhà có cha đi làm mướn không à. Thì cứ tầm nhìn xa đó. Nếu xã hội phát triển con không đi học thì còn thua sút nhiều lắm. Chứ không học thì không biết con ơi. Rồi cứ tin tưởng vào con. Tiếp tục đó cha khai thác vụ bốc dừa. Cũng là một cái giai đoạn cực kỳ khó khăn. Lúc đó mình mới suy nghĩ là mình đi học nhiều rồi, mình đi làm nhiều rồi thì bây giờ chính là lúc mình quay trở lại cái quê hương của mình để mình làm một cái gì đó để giúp đỡ cho ba mẹ, giúp đỡ cho cây dừa quê hương. Ca Thi bắt đầu với cái ngành nghề mật hoa dừa là thật ra năm 2018 là năm mà những vườn dừa ở Trà Vinh và kể cả vườn dừa của gia đình của ba mẹ là hầu như là dừa cả năm bỏ một mầm, không có ai thu mua. Không phải cái gì cũng sẵn có và cũng không phải là cái gì không thể có. Khó khăn của gia đình, của người làng thôi thúc chị Chan Thi tìm hướng đi mới, chấp nhận thử thách để tìm lẽ công bằng cho cây dừa thời hội nhập kinh tế thị trường. Như con ong, cái kiến, chị thực nghiệm, khám phá ý tưởng về dòng sản phẩm từ mật qua dừa. Điều trước nay chưa một người nông dân trồng dừa nào ở quê chị nghĩ tới. Mạo hiểm chăng? Ai cũng có một bầu trời mơ ước, vị thần công lý và chính tin vào con tim mách bảo. Giấc mơ mật qua dừa, quà tặng của mẹ thiên nhiên cho người phụ nữ Khmer bản lĩnh và giàu nghị lực này. Khi mình bắt đầu á, chắc chắn là mình sẽ gặp rất là nhiều thách thức, đặc biệt là ở Trà Vinh á, thì đa số là người nông dân thì họ rất là khó chấp nhận cái mới. Cho nên khi mình làm cái ngành mật hoa dừa, lúc đầu thật ra thì chưa có người nông dân nào liên kết với Sóc Farm để thu mật hoa dừa hết á. Thì chính bản thân Ca Thi phải làm thu nghiên cứu về cái ngành thu mật hoa dừa trên cái mảnh vườn của gia đình. Mình không biết cách thu mật cho nên 6 tháng đầu tiên á, mình không có thu được giọt mật nào hết trơn á. Rồi sau 6 tháng mình mới nghiên cứu được là để thu được mật hoa dừa, mình phải là tiến hành massage hoa dừa. Mình cũng tốn là 6 tháng để nghiên cứu về kỹ thuật massage hoa dừa. Rồi sau đó là về trồng dừa thu mật là mình phải nghiên cứu về cái kỹ thuật chăm bón hữu cơ cho cây dừa nữa. Bởi vì khi mình bắt đầu thì mình cũng có ý niệm là mình muốn làm hoàn toàn hữu cơ. Ở Việt Nam này hầu như chưa có ai biết tới mật hoa dừa hết á. Ngày nào mà bán được một lọ nhỏ mình cũng mừng nữa. Tại vì là mình biết vậy là khách hàng từ từ chấp nhận rồi. Đó, thì mình nhớ lại những kỷ niệm đó thực sự là mình cũng xúc động. Và mình mong muốn là mình sẽ phát triển tốt cái ngành nghề này để mình giúp thêm được nhiều người nông dân của quê mình hơn. Và trồng dừa thu mật hoa dừa thì cái giá trị kinh tế nó giúp cho người dân tăng giá trị kinh tế là gấp 3-5 lần. Thì lúc đó mình mới quyết định rời Sài Gòn để trở về Trà Vinh để bắt đầu nghiên cứu về cái ngành thu mật hoa dừa. Sau 3 năm thì mình đã chứng minh được cho người nông dân, thứ nhất là Sóc Farm đang đi đúng hướng về cái sản phẩm tiêu dùng và các thị trường giống như là ở các thành phố lớn giống như Hồ Chí Minh, thị trường xuất khẩu giống như Nhật Bản, Hà Lan họ đã chấp nhận sản phẩm của Sóc Farm. Thì thứ nhất người nông dân họ đã tin tưởng Sóc Farm thành công. Thứ hai là Sóc Farm giúp cho người nông dân gia tăng cái giá trị kinh tế cho cái cây dừa gấp 3-5 lần.
ngày xưa, leo dừa là để hái trái. Thói quen ấy của người dân miền sông nước nay dần thay đổi. Giờ đây, ở Tiểu Cần, Trà Vinh, nhiều nông dân vượt lên chính mình, trở thành những chuyên gia lấy mật qua dừa, sổi nghề. Chú Hùng massage hoa dừa cắt mặt xong rồi chắc chú Hùng xuống cũng được rồi, nếu mà không có đem dây lên. Với lại chú Hùng bây giờ cũng quen lấy rồi. Bây giờ lên thang có còn sợ nữa không chú Hùng? Lúc xưa là chú Hùng mới bắt đầu làm là cũng chưa quen, còn bây giờ thì cũng quen dần rồi. Để thu hoạch được mật qua dừa, đầu tiên phải chọn những bông dừa căng đầy, sắp nở, dùng dây bó chặt lại. Sau đó dùng tay massage cho bông dừa, rồi dùng chày gỗ gõ sao cho dừa đủ lực làm thông tuyến mật bên trong. Những nông dân thời mới này, họ kiên định thực hiện giấc mơ đổi đời từ sự chuyển giao kỹ thuật canh tác sản xuất mật qua dừa. Vì vậy mà cuộc sống của họ giờ đây trở nên dễ dàng. Hiện tại là đã có 30 hộ nông dân liên kết thu mật với Sóc Farm. Còn về anh em công nhân thì hiện tại cũng có 35 công nhân đang làm việc ở Sóc Farm. Thì anh em công nhân hay hộ nông dân đều là dân làng ở huyện Tiểu Cần, ở Trà Vinh hết á. Thật ra là lúc đầu mình hoàn toàn không biết kỹ thuật thu mật hoa dừa là như thế nào. Thì mình mới lên trên những cái video clip của thế giới á, của Thái Lan, của Philippines, mình mới phát hiện người ta so cái hoa dừa, người ta gõ cái hoa dừa. Gõ một cái lực như thế nào là đủ, tại vì hoa dừa nó có hoa to, hoa nhỏ, hoa dài, hoa ngắn khác nhau. Nếu mà gõ nhẹ quá, cắt mặt hoa nó cũng không ra mặt nữa. Mà gõ mạnh quá thì cái hoa dừa nó bị dập. Đó, cho nên thành thử là người ta phải lắng nghe. Các anh nông dân, ảnh từ từ ảnh sẽ quen với cái tiếng gõ, ảnh lắng nghe được là lực như thế nào là đủ để mà massage cho cái hoa dừa đó. Từ cái việc massage hoa dừa nó giúp thông cái tuyến mật bên trong và giúp cho cái lượng mật mình thu hàng ngày á, là nó cũng đạt. Trước mình không có massage hoa dừa là mình không có thu được giọt mật nào là thứ nhất, mà tới lúc thu được là thu được một ngày thu được một ly trà chắc khoảng 50ml á. Tôi làm công ty Sóc Farm này cũng được gần hơn một năm rồi. Thấy hiệu quả kinh tế rất là cao, so với mình trồng mà dừa lấy trái thì thu nhập rất là ổn định và rất là cao. Đó là gấp 4-5 lần so với mình trồng dừa lấy trái. Công ty có hướng dẫn thì cách chăm sóc cũng như cách thu mật á, nên là thấy rất là tốt, rất là dễ, chứ không có gì là khó khăn. Cho những nông dân bình thường có thể là chỉ qua tham gia học vài bữa có thể là sẽ biết làm cách làm để mình thu mật. Cái sản xuất dừa hữu cơ đây là lần đầu tiên so với nông dân tôi đây mới làm. Nói chung là cũng không có khó gì, dễ ra mình tận dụng được cái phân bón hữu cơ trong nhà, cũng có nuôi bò nên lấy phân bò mình làm. Sóc Farm cho người nông dân trồng dừa này đôi cánh bay lên. Thu hoạch được mật qua dừa, anh đem bán hết cho nhà bảo hộ Sóc Farm. Niềm vui thêm ngọt ngào. Từ lúc mình bắt đầu á là Cathy chưa bao giờ suy nghĩ tới từ thất bại hết á, và luôn luôn hướng tới cái từ thành công. Tại vì á là động lực ở đâu mà ra? Động lực là từ những người nông dân á, những anh em công nhân á, họ nói là được làm ở Sóc Farm, họ có thể nuôi sống được gia đình của họ. Họ giúp được cho những cái đứa con của họ đi học, nói chung là họ có thu nhập và họ lo được cho gia đình của họ. Thì và đối với họ là được thu mật hoa dừa là chính là niềm hạnh phúc mỗi ngày á. Đó là thì cho nên chính vì vậy á là ngay từ lúc bắt đầu á, thật ra là mình đã có một cái ý nghĩ là mình phải làm thật thành công cái ngành mật hoa dừa này, và mình phải làm lớn. Tại vì khi mình làm lớn á, mình mới liên kết được với nhiều nông hộ. Hơn 3 năm thì hiện tại Sóc Farm cũng đã xuất khẩu được đi chính ngạch ở thị trường Nhật Bản và thị trường Hà Lan. Mọi thứ nó đều có cái duyên của nó cả. Thì mình thật là may mắn và hạnh phúc khi hiện tại thì mình cũng đã thành lập được doanh nghiệp có tên là thương hiệu là mật hoa dừa Sóc Farm,
Và cho đến thời điểm hiện tại thì đã hành trình đó cũng đã 3 năm và Sóc Farm cũng đã đạt được những cái mong ước như mình đặt ra ban đầu là giúp được cho người nông dân cải thiện cái kế sinh nhai ở quê hương, giúp cho cái cây dừa quê hương tăng giá trị kinh tế. Và cái ngành thu mật hoa dừa nó còn là một cái ngành mà phù hợp với tình hình xâm ngập mặn của miền Tây. Tại vì là khi mặn vào, cây dừa vẫn cho ra hoa nhưng mà cây dừa sẽ giảm năng suất trái. Một là trái teo, hai là trái rụng nhưng mà mình vẫn thu được mật. Thì khi mặn xâm nhập vào, người nông dân miền Tây không cần bỏ đi nơi khác mà họ vẫn ở lại được chính quê hương của họ và có được cái kế sinh nhai từ cây dừa. Tương lai mình mong muốn là mình tạo ra là việc làm là từ 400 tới 500 việc làm cho dân làng ở đây và mình liên kết với hơn 1.000 nông hộ. Mình đặt mục tiêu là năm 2030 mình sẽ làm được. Người chiến thắng là người có giấc mơ lớn và không bao giờ bỏ cuộc. Nắm giữ giấc mơ ngày đầu khởi nghiệp, chị Chan Thi có thêm động lực tạo dựng tương lai Sóc Farm. Sóc Farm thành công với 7 sản phẩm từ mật hoa dừa, gồm mật hoa dừa, đường hoa dừa, nước uống mật hoa dừa, giấm mật hoa dừa, mật ong dừa lên men, hạt cacao mật hoa dừa, nước tương mật hoa dừa. Tết Quý Mão năm 2023, Sóc Farm mang tâm hồn mới. Sản phẩm Tết Tinh Tôm duyên dáng với thông điệp Tết sum dày đến người tiêu dùng trong nước và người Việt xa quê. Đây là hộp quà Tết sum vầy là phiên bản giới hạn, phiên bản 3D của Sóc Farm á. Đây là bức tranh thể hiện cảnh làng quê mà mọi người Tết đến xuân về thì sẽ sum vầy bên nhau. Thì ở miền Tây á, là sẽ có bà luôn luôn lúc nào cũng là chăm cho cháu hết trơn á. Rồi Tết đến thì mọi người sẽ quây quần bên nhau để mà cùng gói bánh tét. Rồi các bạn nhỏ trong lúc người lớn lấy bánh tét thì chắc chắn là các bạn nhỏ sẽ vui chơi ngoài sân. Bên trong hộp Tết sum vầy này á, là sẽ có đầy đủ sản phẩm của Sóc Farm luôn. Mỗi năm Sóc Farm đều ra những cái hộp quà phiên bản giới hạn để mà đi thị trường vào dịp Tết. Những cái công ty tập đoàn đa quốc gia họ rất là thích luôn. Khó khăn, thử thách là gia vị của mùa xuân, mùa của những yêu thương đông đầy, có đủ hương vị ngọt ngào ngày Tết. Không khí xuân rộn ràng ở Sóc Farm. Xuân hiển hiện trên gương mặt, ánh mắt tận sâu trong lòng người thợ Sóc Farm. Bởi người người ai nấy đều mừng vui khi cây dừa quê hương Trà Vinh đã bước ra khỏi ao làng. Để có mặt ở 30 tỉnh thành phố trong cả nước và xuất khẩu chính ngạch đi Nhật Bản, Hà Lan, Campuchia. Năm 2023, công ty đặt mục tiêu mở rộng thị trường vươn sang Mỹ và Đức. Hạnh phúc là lựa chọn, không phải là kết quả. Khát vọng đưa mật hoa dừa quê hương Trà Vinh vươn ra biển lớn của Sóc Farm đã và đang trở thành hiện thực. Cái gì cũng có giá của nó, hạnh phúc cũng không ngoại lệ. Có người mơ, có người đồng hành. Ở Sóc Farm, không chỉ nhà quản lý, người sản lọc Sóc Farm, mà những người lao động là công nhân, nông dân hợp tác kinh tế với Sóc Farm với tinh thần can đảm bước ra khỏi quá khứ, lối canh tác dừa lạc hậu của mình. Hy vọng và ước mơ về những mùa xuân thanh bình. Ngay từ khi bắt đầu á, là Sóc Farm mong muốn làm một cái gì đó gọi là đem tới hạnh phúc cho mọi người thì Sóc Farm chọn cái tên Sóc trong tiếng Khmer có nghĩa là hạnh phúc á. Sóc Farm nghĩa là nông nghiệp hạnh phúc, một cái sản phẩm mật hoa dừa mà nó đem tới hạnh phúc cho người nông dân, tại vì người ta có thể nuôi sống được gia đình của họ. Rồi thứ hai nữa, hạnh phúc người tiêu dùng hạnh phúc, tại vì là người ta dùng xong người ta thấy là sức khỏe họ cải thiện, rồi cái người anh em công nhân họ có việc làm, họ có một cái thu nhập rất là ổn định, rồi họ cũng rất là hạnh phúc. Và bản thân mình nè, mình là một người khởi sự, mình bắt đầu mà với cái ngành nghề này thì mình rất là hạnh phúc khi là mình vẫn đang trên cái con đường, trên cái định hướng mà nông nghiệp hạnh phúc. Tụi con dự kiến là năm sau mình sẽ xây 3 phòng nghỉ cho khách du lịch, là họ sẽ có chỗ để mà họ nghỉ ngơi ở vườn dừa Sóc Farm luôn. Ở vườn dừa này á, là ngày mai á, sẽ thu mật hết vườn dừa. Ngày mai mình thu mật xong mình sẽ ngưng. Và bắt đầu ngày mốt á, là mình sẽ cho các
anh thợ thu mật á, là sẽ bón phân phân chuồng ở trong vườn để tranh thủ trước Tết. Thì cây dừa mà nó có phân chuồng vô á, thì nó mới tốt lên được và cái lượng mật thu mình mới tăng được. Hạnh phúc sẽ không bao giờ mất đi một khi nó được chia sẻ. Và càng chia sẻ, ngọn lửa hạnh phúc Sóc Farm sẽ càng bùng cháy. Câu chuyện Sóc Farm nghĩa là nông nghiệp hạnh phúc của nữ doanh nhân Chan Thi như thể mới bắt đầu. Dự án đầu tiên phát triển du lịch sinh thái gắn liền với văn hóa dân tộc Khmer, một làng quê Khmer truyền thống cũng đang dần hình thành. Đây là ngôi nhà Sóc Hao, tái dựng lại một cái ngôi làng của người Khmer xưa ở trên chính mảnh vườn của Sóc Farm. Khách du lịch cũng sẽ được nghe về cái câu chuyện mật hoa dừa Sóc Farm, một cái ngành nghề mà nó sẽ giúp cho người nông dân giữ đất và được ở lại quê hương của họ khi mà xâm nhập mặn vào. Đây cũng là một cái ngôi làng Khmer xưa có những cái cây dừa, thốt nốt. Ở những ngôi nhà này thứ nhất là nó mát, nhưng mà thứ hai là mình cũng tận dụng được những cái địa phương mình có sẵn từ cây tre hay là cây lá. Và mình hoàn toàn không có dùng tới bê tông, cho nên mọi thứ nó sẽ gần gũi với thiên nhiên. Và con người mình khi vào đây ở, mình sẽ cảm thấy rất là bình an. Nó khơi gợi lại những cái ký ức, những cái giá trị truyền thống của cái người Khmer xưa. Và mình cũng mong muốn là giới trẻ sau này, các bạn nhỏ sẽ gần gũi với thiên nhiên, yêu thiên nhiên. Thông qua cái ngôi làng Khmer này, mình sẽ truyền cảm hứng cho các bạn nhỏ về cái tình yêu thiên nhiên. Đồng hành với dừa thực hiện giấc mơ lớn, chị Chan Thi tự tin rằng mình chỉ biết chấp nhận thử thách, khó khăn, miễn là những điều tốt đẹp nhất đến với người dân quê mình. Làm tốt nhất những gì có thể, công ơn năm tháng chắc chiêu dung sới cho dừa, để dừa đủ lớn, tiếp tục che chở, bao bọc, mang lại sự yên bình, cuộc sống ấm no cho người dân thị trấn Tiểu Cần. Từ những mầm xanh hôm nay sẽ là phổ xanh, môi trường sống của ngày mai. Chị Chan Thi đang viết tiếp câu chuyện cổ tích của cây dừa quê hương. Dừa kia cao rồi, giờ mình trồng xi cua chuẩn bị cho dừa mới. Có dừa mới mình bật tiếp, rồi sau này có bóng mát nữa. Trồng cây, người ăn trái cũng nhớ kẻ trồng cây. Mình trồng dừa là sau này dừa sẽ cho mình mật ngọt. Chim qua còn sợ ngày xuân hết, chẳng lẽ con người uổng phí xuân. Cũng vì thế mà dừa không còn ngủ quên như đã từng, mà thức chất đâm chồi, nảy lọc, mang mật ngọt đến cho muôn nhà.